người bị tuyên án còn quyền kháng cáo trong 15 ngày và Viện Kiểm sát cũng có quyền kháng nghị nếu thấy án chưa phù hợp. Luật sư phân tích thêm, kể cả khi kháng cáo kháng nghị mà phiên phúc thẩm vẫn tuyên tử hình, bà Lan vẫn có quyền gửi đơn lên Chủ tịch nước xin ân giảm. Taxi công nghệ hút văng hàng loạt xe máy ở thành phố Thủ Đức. Ba người đi cấp cứu sau khi ăn xôi, cơm gà, có khai uống mà túy nước biển. Bị tuyên án tử hình có phải là dấu chấm hết với nữ đại gia Trương Mỹ Lan? tuyên phạt ông Đỗ Hữu Ca 10 năm tù, trầm hóa đơn Trương Xuân Đức 9 năm tù. Tài xế công nghệ hút văng hàng loạt xe máy ở thành phố Thủ Đức. Tới 14 giờ chiều ngày 12 tháng 4, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý xong hiện trường vụ xe taxi công nghệ tông hàng loạt xe máy khiến cho người đi đường khiếp vía. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 55 phút trưa cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe taxi công nghệ lưu thông trên đường Nguyễn Văn Tăng, hướng từ ngã ba Gò Công đi đường Hoàng Hữu Nam thuộc phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức. Khi đến giao lộ với đường Bùi Quốc Khái thì xe này hút vào một chiếc xe máy chạy cùng chiều phía trước, khiến cho người đàn ông cùng chiếc xe máy ngã xuống đường. Sau va chạm, chiếc taxi tiếp tục lao đi, tông vào hàng loạt xe khác ngã nhào trên đường, thậm chí một người đàn ông bị hút văng vào sân của một cửa hàng tiện lợi. Ngay lập tức người dân đuổi theo yêu cầu tài xế dừng xe cách vị trí va chạm đầu tiên hàng trăm mét. Tài xế sau đó được đưa về trụ sở công an làm việc, kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích. Tại hiện trường có 5 xe máy và một xe tải bị tông trúng nằm la liệt kéo dài trên đường. Tai nạn làm cho 4 người đàn ông bị thương nhẹ, trầy xước được đưa vào bệnh viện sơ cứu. Nhận được tin báo, công an thành phố Thủ Đức nhanh chóng đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân. Ba người đi cấp cứu sau ăn xôi cơm gà, có ca khai uống ma túy nước biển. Liên quan đến vụ việc ba thành viên một đoàn lân ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh có triệu chứng bất thường phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn món xôi và cơm gà xối mỡ. Chiều 12 tháng 4, một nguồn tin cho biết hai trong số 3 bệnh nhân điều trị ở bệnh viện Trưng Vương quận 10 và bệnh viện Nhi đồng thành phố huyện Bình Chánh đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Trong đó có một bệnh nhân khai với bác sĩ đã uống ma túy nước biển trước khi xảy ra sự việc. Tuy nhiên xét nghiệm các độc chất và ma túy của trường hợp này và hai ca còn lại đều cho kết quả âm tính, do đó chưa thể khẳng định nguồn nào gây bệnh cho ba thành viên trong đoàn lân. Phía bệnh viện Trưng Vương và bệnh viện Nhi đồng thành phố đã gửi mẫu bệnh phẩm của ba trường hợp trên đến các cơ quan như Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Pháp y thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành xét nghiệm. Vụ việc cũng được báo cáo cho Sở Y tế, Sở An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó như đã thông tin từ chiều đến tối ngày 9 tháng 4, ba người gồm Nguyễn Văn Đạt, 19 tuổi, Lê Hoàng Anh, 17 tuổi và Kiều Hồng Hoa, 15 tuổi, có ăn món xôi mặn và cơm gà xối mỡ. Rạng sáng 10 tháng 4, các thành viên khác trong đoàn lân phát hiện họ mất ý thức, ói mửa, tiêu chảy và hôn mê nên đưa đi bệnh viện quận Bình Tân điều trị. Các nạn nhân sau đó lần lượt được chuyển sang bệnh viện Trưng Vương quận 10 và bệnh viện Nhi đồng thành phố huyện Bình Chánh. Phía bệnh viện Trương Vương tiếp nhận hai bệnh nhân 17 tuổi và 19 tuổi, trong đó bệnh nhân 17 tuổi Hoàng Anh nhập viện với tình trạng kích thích, suy hô hấp đã được tuyến trước đặt nội khí quản. Tại khoa hồi sức tích cực chống độc ICU, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị hội chứng ARDS, suy hô hấp cấp tiến triển do hít thức ăn nôn ói vào phổi. Bệnh nhân cũng diễn tiến biến chứng thần kinh nhanh, hôn mê chỉ trong thời gian ngắn. Hiện tại bệnh nhân anh tiếp tục được thở máy và hồi sức tích cực, dự kiến mất khoảng 10 ngày mới có thể cải thiện tình trạng hô hấp. Với hai trường hợp còn lại, sau 2 ngày điều trị tích cực đã cải thiện sức khỏe tốt, dự kiến sẽ sớm được xuất viện. Bị tuyên án tử hình có phải dấu chấm hết với nữ đại gia Trương Mỹ Lan? Sau hơn một tháng xét xử và nghị án, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay, tử hình về tội tham hô tài sản, 20 năm tù tội đưa hối lộ, tổng hợp mức án chung, bà Lan chịu tử hình. Nêu quan điểm, sau khi kết thúc phiên tòa, luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, nhận án tử hình chưa phải dấu chấm hết cho Trương Mỹ Lan. Theo luật sư Giáp, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mới bị tuyên án sơ thẩm. Đây là bản án chưa có hiệu lực về pháp luật. Người bị tuyên án còn quyền kháng cáo trong 15 ngày và viện kiểm sát cũng có quyền kháng nghị nếu thấy án chưa phù hợp. Luật sư phân tích thêm, kể cả khi kháng cáo, kháng nghị mà phiên phúc thẩm vẫn tuyên tử hình, bà Lan vẫn có quyền gửi đơn lên chủ tịch nước xin ân giảm. Theo dõi vụ án, luật sư Giáp bày tỏ đáng tiếc khi một doanh nhân lớn như bà Trương Mỹ Lan từng có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội, được đánh giá trong hoạt động kinh doanh thu hút, mời gọi được nhiều doanh nhân doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, tạo công an việc làm cho nhiều người nhưng lầm đường lạc lối. Đánh giá về bản án vừa được tuyên, luật sư Giáp cho rằng đây là mức án phù hợp quy định pháp luật tương xứng với hành vi Trương Mỹ Lan và nhóm đồng phạm bởi thiệt hại trong vụ án rất lớn, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, xâm hại nền kinh tế, làm mất niềm tin trong nhân dân, đặc biệt là những người đã gửi tiền vào SCB. Có những thời điểm họ bao vây ngân hàng để đòi lại những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình gửi, xong bị chiếm đoạt. Tại Việt Nam, luật sư Giáp cho hay, án tử hình thường được tuyên với tội phạm đặc biệt nguy hiểm như giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tham ô tài sản số lượng lớn. Nếu bà Lan kháng cáo từ nay đến giai đoạn mở phiên phúc thẩm sẽ rất quan trọng. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm hoàn toàn có thể xem xét giảm nhẹ án phạt tù từ tử hình xuống trung thân khi bà này tích cực khắc phục hậu quả, cung cấp thêm nhiều tình tiết mới được ghi nhận. Ngoài quy định kháng cáo xin giảm nhẹ, gửi đơn xin ân giảm lên chủ tịch nước, luật sư Hoàng Trọng Giáp nói. Tuyên phạt ông Đỗ Hữu Ca 10 năm tù, chùm hóa đơn Trương Xuân Đức 9 năm tù. Sau 3 ngày xét xử và nghị án, 14 giờ ngày 12 tháng 4, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh công bố bản án, các tội danh và mức án đối với cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, vợ chồng chùm mua bán hóa đơn VAT Trường Xuân Đức và 10 đồng phạm. Cụ thể, bị cáo Đỗ Hữu Ca bị tuyên án 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trương Xuân Đức chịu hình phạt 9 năm tù về hai tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Bị cáo Ngọc Anh nhận mức án 4 năm 6 tháng tù vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh. Theo đánh giá của cơ quan tố tụng tại phiên tòa, vụ án Trương Xuân Đức và đồng phạm là điển hình lợi ích nhóm, sự câu kết giữa doanh nghiệp và một số cán bộ nhà nước gây thiệt hại tài sản nhà nước. Từ năm 2014 đến năm 2021, Đức và vợ Trương Thị Ngọc Anh đã lập quản lý và điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tháng 10 năm 2022, biết tin công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về công ty, Đức bỏ trốn và dặn vợ đến gặp cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, người có mối quan hệ thân thiết với Đức để nhờ vả. Tại nhà ông Ca, Ngọc Anh nhờ cựu giám đốc công an Hải Phòng tìm hiểu tác động chạy án cho Đức. Mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu. Qua trao đổi, ông Ca biết doanh số bán hóa đơn VAT của công ty khoảng 200 tỷ đồng nên bảo Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu cùng một số khoản tiêu cực phí khác để lo chạy tội. Bị cáo Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đức thoát việc bị xử lý tội mua bán hóa đơn trái phép, nhưng đã gian dối hứa hẹn giúp được và nhận 35 tỷ đồng. Quá trình điều tra vụ án cũng như tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng ý với bản cáo trạng truy tố tội danh của mình là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Viện kiểm sát đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Hữu Ca là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu hợp pháp tài sản của công dân được pháp luật bảo hộ, gây ảnh hưởng xấu cho dư luận đối với bị cáo trương xuân đức nguyễn thị ngọc anh nguyễn đình dương đỗ thanh hoài bị truy tố tội đưa hối lộ và nhận hối lộ đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước gây mất uy tín của nhân dân với cơ quan nhà nước đối với tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước viện kiểm sát nhận định các bị cáo đã vì động cơ vụ lợi móc ngoặc với nhau để hình thành lợi ích nhóm thực hiện hành vi vi phạm nhiều tội Mức án nào cho 5 cựu lãnh đạo SCB trốn truy nã? Chiều ngày 11 tháng 4, bị cáo Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, đồng phạm tích cực của bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án chung thân về tội tham ô tài sản, 19 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là chung thân nhóm năm bị cáo bỏ trốn, Đinh Văn Thành lãnh án chung thân về tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp tù chung thân. Hội đồng xét xử xác định bị cáo Thành phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng như giúp sức tích cực cho bà Lan trong một thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt lớn hơn 330.000 tỷ đồng thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức. Sau khi phạm tội đã bỏ trốn, gây khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng nên cần có mức hình phạt nghiêm khắc. Bốn người còn lại cũng bị xét xử vắng mặt là Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch SCB và Chi Minh Dũng, cựu phó tổng giám đốc SCB, bị phạt 17 năm tù. Trần Thích Tồn, phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, lãnh 16 năm tù. Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành, 13 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng hoặc vi phạm hoạt động ngân hàng. Theo tòa, các cơ quan tiến hành tố tụng đã kêu gọi các bị cáo ra đầu thú, nhưng các bị cáo không hợp tác, đã từ bỏ quyền tự bào chữa cho mình. Tuy nhiên, tòa vẫn đảm bảo quyền lợi cho 5 bị cáo, chỉ định luật sư bào chữa. Căn cứ toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi tại phiên tòa, đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của cả năm bị cáo như cáo trạng truy tố, cần thiết phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo này, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Hội đồng xét xử nêu quan điểm. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cung vàng miếng Phó Thống đốc cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai ngay việc tăng nguồn cung vàng miếng để giảm chênh lệch giá trong nước và thế giới. Đây là chia sẻ của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà. Ngày 12 tháng 4, ngay sau khi thủ tướng chỉ đạo có giải pháp ngay và luôn giảm chênh lệch giá vàng miếng và thế giới. mỗi lượng vàng miếng SJC hiện cao hơn 12 đến 13 triệu đồng so với thế giới, đã giảm so với mức chênh lệch 18 đến 20 triệu đồng trước đó nhưng vẫn ở mức cao. Thời gian qua trước diễn biến phức tạp của thị trường quốc tế, giá vàng trong nước biến động mạnh và giữ chênh lệch cao so với thế giới, để ổn định thị trường, ngân hàng nhà nước cho biết đã sẵn sàng các phương án can thiệp và kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp tổ chức tín dụng trên toàn quốc trong 2 năm 2022-2023. Với thị trường vàng miếng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói sẽ triển khai ngay việc tăng cung vàng miếng để giảm chênh lệch so với thế giới. Lâu nay, SGC là đơn vị được giao độc quyền sản xuất vàng miếng, nhưng trên thực tế, chục năm qua, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho đơn vị này dập thêm vàng miếng. Do đó, nguồn cung mặt hàng này trở nên hạn chế và cũng là một nguyên nhân khiến vàng miếng leo cao so với thế giới. Bên cạnh đó, cơ quan này nói sẽ phối hợp với các bộ ngành cơ quan chức năng liên quan để yêu cầu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán vàng nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý. Ngân hàng nhà nước cũng sẽ giám sát xử lý nghiêm hành vi buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi đầu cơ, thao túng giá vàng. Cơ quan này và các bộ ngành đã thành lập xong đoàn thanh tra và sẽ triển khai ngay trong tháng tư này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.